9 tháng năm 2024, hoạt động xuất khẩu nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phục hồi tăng trưởng tích cực. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông lâm thủy sản đạt gần 240 triệu đô la Mỹ, tăng 20,7% so với cùng kỳ. Trong 9 tháng năm 2024, nhiều mặt hàng xuất khẩu nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tăng cao so với cùng kỳ như dưa đóng hộp, dưa chuột đóng hộp tăng 57,5%, các mặt hàng cói tăng 22,4%, dăm gỗ tăng 54,3%, ván ép tăng 15,2%. Ngao tăng 4,4%. Các doanh nghiệp cho biết sự phục hồi tích cực của nhiều thị trường lớn như Mỹ, châu Âu, Trung Quốc đã thúc đẩy các đơn hàng xuất khẩu tăng. Bên cạnh đó, các tháng tới là cao điểm các nhà nhập khẩu tăng cường mua vào để chuẩn bị nguồn hàng cho các dịp lễ Tết. Do đó, nhóm mặt hàng nông lâm thủy sản sẽ có nhiều cơ hội tăng xuất khẩu hơn nữa.